U20 Việt Nam không cầu hòa trước U20 Iran. Chiều ngày 6 tháng 3, U20 Việt Nam có buổi tập trên sân cỏ nhân tạo. Nói về trận đấu với U20 Iran sắp tới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng thầy trò ông sẽ không ra sân với tư tưởng cầu hòa. Buổi tập của U20 Việt Nam kéo dài trong 45 phút và diễn ra trên sân cỏ nhân tạo theo bố trí của ban tổ chức. Lo ngại các cầu thủ chấn thương do mặt sân cứng lại có nhiều sỏi nhỏ nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu các học trò mang giày vải. Buổi tập của U20 Việt Nam cũng vì thế mà diễn ra nhanh chóng, nhẹ nhàng, chủ yếu giúp cho các cầu thủ làm nóng, tránh sức ì để tạo cảm giác vui tươi. Phấn khởi, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chủ yếu cho các học trò chơi các trò chơi vận động với bóng như đá ma, chia hai đội hình để chơi bóng bằng tay. Trước câu hỏi của truyền không về đánh giá sức mạnh của U20 Iran, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, tôi đã từng trả lời về vấn đề này rồi. Cả ba đội bóng còn lại ở bảng B đều được đánh giá mạnh hơn U20 Việt Nam. U20 Iran không phải ngoại lệ, họ rất mạnh. Như các bạn đã biết, những nền bóng đá mạnh nhất ở châu Á đương nhiên có Iran. Nói thêm về sức mạnh của đối thủ, thuyền trưởng của U20 Việt Nam chia sẻ, theo tôi đánh giá ngay từ đầu. U20 Iran là đội mạnh nhất ở bảng B, chúng ta từng thấy đội tuyển quốc gia họ đá như thế nào, họ có thành tích như thế nào ở các giải đấu. Thật ra, ở một giải đấu như thế này, có thể họ có một trận đấu tốt, một trận đấu không tốt. Nhưng bình diện chung, chúng tôi nhận định U20 Iran là đội bóng mạnh nhất bảng. U20 Việt Nam chỉ cần một điểm nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông và các học trò không ra sân với tư tưởng cầu hòa, nếu xảy chân, hai trận thắng vừa qua sẽ vô nghĩa. U20 Việt Nam không vào trận với chủ trương cầm hòa U20 Iran. Chúng tôi biết nhiều bài học kinh nghiệm từ các đội bóng vào trận với tư tưởng hòa. Vô cùng nguy hiểm. Nói về lối đá phòng ngự phản công của U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng nó phù hợp với các cầu thủ U20 Việt Nam nhưng để hóa giải, đối thủ phải có con người. Thật ra, lối chơi này phù hợp với năng lực của U20 Việt Nam. Thứ hai, trước các đối thủ mạnh, U20 Việt Nam không thể chơi đôi công được. Để khắc chế lối chơi này, đối thủ phải có năng lực thực sự nữa. Họ có thực hiện được không? Chẳng hạn như đội U20 Qatar, họ nói sẽ khắc chế lối đá phòng ngự phản công của U20 Việt Nam, nhưng năng lực cầu thủ của họ có thực hiện được ý đồ chiến thuật hay không nữa?